Anh Chi kính mời quý vị theo dõi bài bình luận thời sự của tác giả Lôi Phong đăng trên đài Á Châu Tự Do. Nịnh để nghe dân chửi. Không loại trừ khả năng một thế lực thân địch nào đấy dùng cách ấy để hạ uy tín vốn đang xuống dốc của đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Bởi vì tuy đảng vẫn nuôi một nhúm hồng vệ binh, nhưng có lẽ thời của Mao Tuyển đã thuộc về dĩ vãng. May mà bài viết đẩy lùi thói su nịnh, ngăn chặn mối nguy hại khôn lường, đăng trên một phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa của báo quân đội nhân dân đăng cách đây đã khá lâu. Nếu mà bài viết ấy mà được post lên trên bất cứ tờ báo nào ở trong nước vào trong những cái ngày này, tuần này thì chắc chắn là nó đã bị gỡ xuống. Thậm chí là sẽ còn bị quy kết, đó là tiếng nói của thế lực thù địch nhưng cũng không loại trừ khả năng có một thế lực thân địch nào đấy á à, dùng cách này để mà hạ uy tín vốn đang xuống dốc của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bởi vì tuy đảng vẫn nuôi một nhóm hồng vệ binh, nhưng có lẽ thời của Mao Tuyển đã thuộc về dĩ vãng. Số là máy hỗn rầy, truyền thông trong nước rầm rộ đưa tin về cái việc nhà xuất bản chuyên nói sai sự thật, kết hợp với tờ báo không ai đọc từ nhân dân đưa tin rầm rộ về việc hai cơ quan này đã cho in và ra mắt ba quyển sách rất đặc biệt. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Kế đó là cuốn Niềm tin yêu của nhân dân và bạn bè quốc tế dành cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tập 1 và tập 2. Cả ba cái rác phẩm này được thuộc cấp của tổng bí thư đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng cho in rồi tổ chức lễ ra mắt long trọng với sự tham gia đưa tin cực kỳ hoành tráng của giới truyền thông đặc biệt là hệ thống truyền thông nâng bi nội địa nếu theo dõi phản ứng trên mạng xã hội về ba ứng phẩm ca ngợi ông trọng được quảng cáo rầm rộ mấy tháng nay ác sẽ thấy chẳng bao nhiêu người bận tâm đến nội dung cũng như chất lượng của ba ứng phẩm ấy thiên hạ chỉ bày tỏ sự bất bình vì ba lý do thứ nhất Tại sao cả hệ thống chính trị, hệ thống công quyền lại súng vào tân bốc ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào lúc này? Thứ hai, tại sao ông Trọng từng phát động phong trào chống chống nịnh nhưng mà lại để cái điều tệ hại này xảy ra với mình? Và thứ ba, tiền đâu? Rõ ràng là tiền của ngân sách nhà nước, tức là tiền thuế của dân mà mấy ông chi vô tội vạ như thế trong lúc cả nước đang lao đao vì Covid. Về cái câu hỏi thứ nhất, sở dĩ mà có cái chuyện nịnh thối xảy ra vào lúc này là nhằm cứu vãn chút hư danh cuối cùng còn sót lại của đồng chí Tổng Bí Thư. Với phương châm còn nước còn tác, các thuộc cấp của Tổng Bí Thư cảm nhận được rất rõ kể từ khi đại hội 13 đến nay, chưa bao giờ uy tín của Tổng Bí Thư trọng xuống thấp như hiện nay. Trước đây, nhờ phất ngọn cờ chống tham nhũng, ông Trọng vừa có thể ngồi xổm lên hiến pháp với tuyên bố hiến pháp đứng sau cương lĩnh của đảng và ngồi xổm lên cả điều lệ đảng là quy định các tổng bí thư không được làm quá hai nhiệm kỳ. Nhưng nay cái công việc đốt lò của ông coi như đại bại. Một số nhà phân tích bình luận rằng ngay cả sự thanh minh cho cái việc ông tiếp tục làm tổng bí thư nhiệm kỳ 3 cũng không hợp lý và không thuyết phục, vi phạm điều lệ, thậm chí vi phạm pháp luật. Về câu hỏi thứ hai, có lẽ do tổng bí thư đang bí thật trong những ngày này từ cái vụ làm thơ ca ngợi Lê Thanh Thản, ha, tập đoàn Phạm Pháp Mường Thanh ấy, đến cái vụ gắn huân chương lao động cho tập đoàn Ngoáy Mũi Việt Á và cho cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, chắc chắn đến lúc này ông Trọng buộc phải giật mình. Sau bao vụ đại án trước và sau Tết, giờ đây Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không thể rũ bỏ trách nhiệm người đứng đầu. Trước khi ký các huân chương ấy, ông có cho kiểm tra hay không? Hay ông hoàn toàn phó mặc cho trợ lý? Vậy ông chọn trợ lý thế nào mà để lọt những cái con sâu bự phá nát hệ thống như thế? Phó trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học từng đặt câu hỏi. Vì sao chúng ta chống tham nhũng mạnh mẽ, quyết liệt như thế, nhưng những người thực hiện hành vi tham nhũng tiêu cực không thấy xấu hổ mà vẫn trơ ra đó? Ông Học cho biết đây là ý kiến của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ấy. Còn về câu hỏi thứ ba, trong khi cả xã hội lẫn nền kinh tế Việt Nam đang lao đao, nhà xuất bản của đảng và tờ báo của đảng sai tiền thuế của dân một cách vô tội vạ như thế. Hãy khoan bàn đến chất lượng về nội dung, khoan bàn đến nhuận bút. Ai cũng thấy chắc chắn cái chi phí in ấn, phát hành, tổ chức ra mắt cả hai ấn phẩm vừa kể với sự tham dự của đại diện đủ loại ngành cấp thuộc cả hệ thống chính trị lẫn hệ thống công quyền không có nhỏ nha. Ai chịu những cái chi phí đó? Công quỹ Ai tin những ấn phẩm đó có độc giả và quan trọng hơn là thực sự hữu dụng đến mức mà cần phải dùng công quỹ để in nó chứ? Trong bài viết đẩy lùi thói Xu nịnh, nói ở đầu bài, tác giả đã nương theo ý kiến của ông Phạm Minh Chính mà lúc bấy giờ ông còn là ủy viên bộ chính trị kiêm trưởng ban tổ chức của ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Việt Nam khẳng định là nịnh hiện đang là căn bệnh nan y, nịnh đã biến tướng đa dạng và phát triển với nhiều hình hài, phương thức. Nịnh một cách tinh vi thông qua nhiều kênh, nhiều phương tiện vật chất, cơ chế, chính sách. Không chỉ vậy, nịnh còn tác động trực tiếp đến chất lượng công tác của cán bộ trong đảng. Một số người được nịnh vì ưa lời ngon tiếng ngọt, say sưa với cảm giác được làm bề trên, nên sinh ra sao lòng, thiếu tỉnh táo, mất bản lĩnh, không đánh giá đúng thực chất cán bộ, thiên vị cho kẻ luồn cuối, không trọng dụng cán bộ tốt, mà lại tạo điều kiện cho người xấu lấn lướt lộng quyền thăng tiến. May cho ông Chính! ông phát biểu cách đây hơn 2 năm nếu mà ông nói đúng vào những ngày này tháng này thì chắc chắn cái câu chuyện sẽ bị xé ra to ý kiến được giới thiệu trên tờ báo này về bệnh nịnh bở đó nếu mà đem soi với lại các cái đợt mà làm hình ảnh pr một cách quá lố về ba cuốn sách vô bộ của ông trọng thì quả là nịnh mà nghe dân chửi đúng như nhận xét của tiến sĩ nguyễn quang a đã giải thích yếu tố nhân dân trong những ấn phẩm tung ra để ca ngợi ông trọng Ông viết, họ lấy một số bài viết của người này, người kia và bảo đó là nhân dân. Nếu tổ chức thăm dò dư luận một cách nghiêm túc, ví dụ hỏi ngẫu nhiên khoảng 1.000 người trên toàn quốc, đừng có buộc nêu danh tính đi, thì bức tranh sẽ hoàn toàn khác và có lẽ sẽ có đến 99,9% người Việt Nam không đọc và không muốn đọc sách viết về ông Trọng. Ừ. Anh Chi cũng là một trong 99,99% ,99 người không muốn đọc sách viết về ông Trọng. Còn quý vị thì sao? Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của kênh Tâm Thức Việt TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong lần phát hình sau.